Cọp dữ rừng miền Đông giết hơn 50 người gây nên nỗi khiếp sợ kinh hoàng. Chào mừng các bạn đến với News TV. Đầu năm 1948, ở rừng miền Đông Nam Bộ xuất hiện một con cọp ba móng vô cùng tinh danh, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho cư dân sống ven rừng. Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Biên Hòa cũ mất ăn mất ngủ. Theo cách nói bấy giờ, con cọp này còn nguy hiểm hơn một đại đội biệt kích Pháp. Người vào hang thuyết hổ. Chiến thắng vang dội của trận La Ngà ngày 1 tháng 3 năm 1947, một chi đội Cộng hòa vệ binh phục kích trên đường Đông Dương số 20, nối liền Sài Gòn, Đà Lạt và trên cung đường dày xe lửa bằng vũ khí tự tạo đã đánh tan xác đoàn xe quân dụng, diệt và bắt sống cả trung đoàn viễn chinh Pháp, trong đó có 3 sĩ quan đeo hàm đại tá, đã thực sự làm rúng động bàn chân xâm lược của đoàn quân nhà nghề mà trước đó không lâu từng ca khúc khải hoàn giải phóng Paris. Cũng từ đó, tên tuổi của hai nhà quân sự bẩm sinh trở thành cặp bài trùng trên chiến trường miền Đông Nam Bộ được cả nước biết đến. Đó là thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, hùng xám miền Đông, nguyên tỉnh đội trưởng Thủ Dầu 1 và văn tướng Bùi Cát Vũ, cọp thiêng miền Tây, nguyên tỉnh đội phó Trà Vinh, người trực tiếp chỉ huy mặt trận Vàm Trà Vinh vào cuối đông năm Ất Dậu. Hai tài năng quân sự kết hợp với nhau trên cương vị chỉ huy trưởng và chỉ huy phó đã làm nên chiến thắng La Ngà, mở màn cho hàng loạt chiến công hiển hách của bộ đội chiến khu D, đến nỗi trở thành huyền thoại trong lòng người dân miền Đông đất đỏ. Để thống nhất lực lượng vũ trang đánh Pháp, Trung ương cử tướng Nguyễn Bình vào Nam trực tiếp làm tư lệnh Nam Bộ, kiêm khu bộ trưởng khu 7. Hai khu bộ phó là hùng xám miền Đông Huỳnh Văn Nghệ và tư lệnh liên quân Bình Xuyên tướng Bảy Viễn. Mặc dù nhiều lần Trung ương và Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ phát quân lệnh nhưng Bảy Viễn vẫn nại nhiều lý do không chịu về chiến khu Đồng Tháp 10 nhận chức. Thực ra trong thâm tâm Bảy Viễn, dưới sự tác động của đàn em, nhất là Lại Văn Sang, nhân viên phòng nhì Pháp, ngại rằng tổ chức điệu hổ Ly Sơn lừa viên hổ tướng ra khỏi xào huyệt Bình Xuyên nhằm đoạt quân trảm tướng. Không thể để tình hình hỗn quan hỗn quân kéo dài có thể làm lòng quân ly tán, có hại cho công việc kháng chiến. Hùng xám Huỳnh Văn Nghệ chủ động bàn với tướng Nguyễn Bình, rồi một mình một ghe trèo vào xào huyệt Bình Xuyên, không mang theo một cận vệ, một tấc sắt hộ thân, tự nhận trách nhiệm làm thuyết khách. Vốn là một tay hảo hớn gian hùng từng nhiều lần vào sanh ra tử, tướng Bảy Viễn rất có thiện cảm với những người gan dạ và có tính cách pha chút tiểu thuyết tàu. Tuy nhiên bọn Lại Văn Sang lại rất lo việc Bình Xuyên hội quân cùng lực lượng kháng chiến nên tìm mọi cách ngăn trở. Hắn điều các đơn vị từng giết người không gớm tay cùng đủ loại vũ khí nặng nhẹ nhằm uy hiếp tinh thần thuyết khách, đồng thời vừa kích động vừa nài ép Bảy Viễn. Cộng sản cử người vô dụng anh gật đầu một cái là tụi em thịt nó liền, nhưng Bảy Viễn khoát tay. Người ta dám tới hang hùm bằng hai bàn tay trắng, giết người ta mình hèn quá. Tiệc rượu được bày ra, tay Lục Lâm và người thuyết khách chén tạc chén thù như đôi tri kỷ lâu ngày gặp lại. Giữa lúc đó, bọn tay chân Bình Xuyên lăm lăm vũ khí, hầm hè trực ăn tươi nuốt sống khách. Tiệc đang vui, Bảy Viễn rót chén rượu lớn, hai tay cung kính mời Huỳnh Văn Nghệ. Huỳnh đệ, chỉ có một chi đội trong tay mà đánh thắng trận La Ngà, chấn động cả thế giới, lại còn văn hai chữ tốt, Nam Kỳ dễ có mấy tay. Bảy Viễn tôi vô cùng khâm phục, khâm phục. Nhưng đó là tài trí, còn tài mọn mà huynh đệ cũng hơn thì Bảy Viễn này mới thật tâm phục khẩu phục. Nói xong Bảy Viễn rút khẩu súng lục, xoay một vòng, bất ngờ tay trái cầm chén ăn cơm ném ra xa, nhanh như cắt, tay phải lẩy cò. Cái chén vỡ tung trước khi rơi xuống đất trong tiếng reo hò vang dậy của bọn đàn em. Huỳnh Văn Nghệ từ tốn. Tài nghệ bắn súng của anh Bảy thì cả Nam Kỳ ai cũng nghe danh, tôi không thể sánh bì. Tuy nhiên nếu tung đồng xu lên trời khi đồng xu rớt xuống, tôi có thể bắn xuyên lỗ đồng xu 10 phát như một, anh Bảy có thể cho tôi mượn khẩu súng. Nghe thi tướng Huỳnh Văn Nghệ khẳng định, tướng Bảy Viễn trố mắt kinh ngạc. Trong khi đó, Huỳnh Văn Nghệ mỉm cười, tung đồng xu lên thật cao, không khí chợt như ngừng động, đồng xu rơi xuống lăn dài trên mặt đất. Khi đồng xu ngừng hẳn, thuyết khách Huỳnh Văn Nghệ bình thản kê họng súng lên đúng lỗ đồng xu xiết cò. Bảy Viễn giật thót người rồi bật cười khanh khách, vậy là Bảy Viễn tôi thua huynh đệ nữa rồi, thật bái phục bái phục. Nhờ vậy mà nhà thuyết khách Huỳnh Văn Nghệ ung dung rời khỏi hang hùm Bình Xuyên ở rừng Sáp, ra về trong sự bảo vệ của những cận vệ thân tín nhất của tướng Bảy Viễn, trước đôi mắt hậm hực của Lại Văn Sang. Ít lâu sau, Bảy Viễn kéo quân về Đồng Tháp 10, hội quân kháng chiến và nhận chức khu bộ phó khu 7 mà Trung ương, Chính phủ và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ giao cho. Con cọp dữ ở rừng miền Đông giết chết hơn 50 người. Chỉ chưa đầy 2 tháng nó đã cướp đi hơn 50 mạng người. Ủy ban hành chánh kháng chiến Biên Hòa buộc phải thành lập đội săn bắt cọp. Hơn 60 năm đã trôi qua, câu chuyện con cọp ba móng đã trở thành huyền thoại. Một trong những võ tòng tham gia diệt cọp ngày đó là ông Bùi Cát Vũ, vị tướng lừng danh gắn liền với những trận đánh lịch sử La Ngà, Bầu Cát, Xuân Lộc, cũng đã đi xa. Khi tướng Bùi Cát Vũ còn sống, trong một lần đến thăm nhà ông ở Thanh Đa, phóng viên đã may mắn được nghe ông kể lại câu chuyện diệt cọp. Hồi ấy rừng rậm và hoang vu lắm,
Bộ đội hành quân thường hay gặp cọp, mà cọp lại rất sợ người. Nghe tiếng động là cọp chạy biến vào rừng nên không ai nghĩ cọp ăn thịt người. Vậy mà trong một hôm, bộ đội phát hiện những nấm mồ tử sĩ bị đào bới mất xác. Trên nền đất in đầy những dấu chân cọp. Mọi người kháo nhau, cọp về làng tha xác tử sĩ. Cho đến một buổi trưa, chị Bảy Cao, hội trưởng hội phụ nữ xã Lạc An tự dưng mất tích khi đang nghỉ trưa cùng mấy chị em khác. Mọi người đổ xô đi tìm, xung quanh thấy có nhiều dấu chân cọp. Căn cứ vào dấu chân thì có thể khẳng định đấy là một con cọp rất to, một chân có ba móng. Mọi người lần theo dấu chân đi vào rừng sâu, đến một lùm cây um tùm nghe nặng mùi cọp. Ai nấy đều kinh hãi khi thấy trên nền đất ẩm đầy dấu chân cọp là một ít xương, tóc và ruột người. Chị Bảy Cao được xác định đã chết, nhưng theo phán đoán của nhiều người, có thể đây là một tội ác của biệt kích Pháp. Chúng giết chị Bảy rồi dựng lên hiện trường, đổ thừa tại cọp tha người như vậy. Sau đó không lâu, vào một buổi tối dưới ánh trăng non, khi đang ngồi trên gác thì anh Ba Vũ, thiếu tướng Bùi Cát Vũ, lúc ấy là giám đốc công binh xưởng ở Tân Uyên, chợt rùng mình khi thấy một bóng đen to lớn lao vào chiếc võng nơi có anh Chín Lượm đang nằm. Khi kịp hoàn hồn, anh Ba Vũ thấy một con cọp thật to, ngoạm anh Chín Lượm chạy băng băng vào rừng. Anh Ba Vũ hét lên, báo động cho mọi người. Xã Lạc An không còn yên tĩnh nữa. Bà con rùng rùng kéo đến, đốt đuốc sáng rừng, chuẩn bị súng ống lên đường tìm xác anh Chín Lượm. Theo dấu máu còn tươi vương vãi trên lá, đoàn người tiến sâu vào rừng. Đi khoảng 2 cây số, một cảnh tượng kinh hãi bày ra trước mắt. Xác anh Chín Lượm chỉ còn một vài khúc xương, một nhúm tóc và một ít ruột non. Anh Sáu Mẹo, người sinh ra và lớn lên ở rừng miền Đông đã suy luận, cũng như lần trước nó tha xác chị Bảy Cao. Đây chỉ là bữa ăn lót dạ, cũng chỉ nhẹ bớt miếng mồi, sau đó nó tha mồi về hang ổ. Lần theo dấu vết còn vương trên cành cây, ngọn cỏ, đoàn người đi trong đêm rừng âm u. Suối cái hiện ra trước mắt, đến đây những vết chân cũng không còn, mệt mỏi, mọi người định quay về. Anh Sáu Mẹo động viên, đây có thể là nơi ở của nó, rừng ở đây âm u quá, và lại cọp hay sống bên bờ suối. Nghe lời động viên của anh Sáu, mọi người chia nhau vạch từng chiếc lá để tìm dấu vết. Anh Chín đây rồi, tiếng anh Sáu Mẹo thống thiết đến cây rừng cũng sởn gai ốc, xác anh Chín nằm đó không còn nguyên vẹn nữa. Thấy cảnh tượng này, không ai cầm được nước mắt. Vậy là con cọp hung dữ đang lẩn khuất đâu đây? Mọi người hội ý chấp nhoáng, một số người trở về làng chuẩn bị cơm nước. Bốn người khỏe mạnh nhất ở lại, trong đó có anh Sáu Mẹo và anh Ba Vũ. Việc đầu tiên là cột xác anh Chín lại rồi ngụy trang như cũ. Việc thứ hai là làm một cái giàn cao, chừng 4 mét, bốn người ngồi trên đó, canh chừng cọp xuất hiện thì nổ súng. Có lẽ bây giờ nó đang ngủ, mọi người phán đoán. Và khi ngủ dậy, thể nào nó cũng ăn phần còn lại của con mồi. Khi mọi người đang chống chọi với cơn buồn ngủ thì một mùi hôi xuất hiện. Ai nấy đều giật mình vì trước mắt họ một con cọp to lớn, lông nửa vàng nửa xám. Nó gầm gừ đi vòng quanh một hồi và ngồi chồm hổm nhìn xác. Không được mất bình tĩnh, ba khẩu đại liên đạn đã lên nòng. 1, 2, 3 bắn, tiếng súng nổ, tiếng gầm của con cọp động cả khu rừng. Sau khi khói bụi đã ngớt, ai nấy đều bàng hoàng vì không thấy xác con cọp ba móng đâu mà chỉ thấy còn một ít máu. Chắc là nó bị thương rồi. Mọi người an ủi nhau rồi chia nhau đi tìm xác cọp. Nhưng tìm suốt 2 ngày không thấy, nó chưa chết. Nó trở nên hung hãn, nó sẽ về báo thù. Người Lạc An kháo nhau như vậy, không khí lo âu bao trùm từ đầu thôn đến cuối xóm. Nhà nào cũng phải làm hàng rào, cất nhà sàn. Đêm phải đốt lửa, đánh trống, khua mõ nếu có cọp đến. Lời tiên đoán đã thành sự thật. Cọp về làng, hung dữ, tinh danh hơn. Đêm nào cũng có người chết. Có đêm mất tích tới 2 người ở 2 xóm cách xa nhau cả 10 cây số. Lúc đầu cọp bắt người đi ngoài đường, sau đó nó xé rào chui vào nhà. Đến khi cắp xác lao ra, làm sập hàng rào, người trong nhà mới hay có người thân bị cọp vồ. Nó về làng bắt người giữa ban ngày mà không ai làm gì được. Bao nhiêu bẫy được răng ra cũng không bắt được nó. Đến khi con gái của chủ tịch xã Lạc An bị cọp vồ trên đường đi dẫy thì không ai chịu ngồi im được nữa. Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh Biên Hòa ra chỉ thị thành lập đội săn cọp và bằng mọi giá phải diệt được con cọp ba móng, trả lại sự bình yên cho dân làng. Sau một thời gian theo dõi, đội săn bắt cọp đã tìm ra quy luật của cọp ba móng. Khi bắt người, nó tha vào rừng ăn một phần lót dạ và cũng để cái xác nhẹ hơn. Sau đó nó tha về hang, ăn nhẹ thêm một lần nữa rồi để đó đi ngủ. Sau một giấc ngủ ngon lành, nó dậy ăn nốt phần còn lại. Nắm được quy luật này, đội thợ săn đã đặt mìn vào xác một con heo. Con mồi do chính con cọp này bắt ở xã Lạc An nhưng cũng mới lót dạ. Đêm đấy con cọp ba móng mò ra, cầm gừ nhìn con mồi rồi vồ lấy. Mìn nổ, con cọp ba móng giống lên rồi lao thẳng vào rừng sâu. Lần này nó vẫn không chết dù bị thương rất nặng. Bẵng đi một thời gian, nó lại mò về làng. Nó già yếu và chậm chạp hơn. Nó vồ chết chị Hồng ở ấp Đức Đạo, bị nhóm thợ săn săn đuổi. Lần đầu tiên nó thả con mồi ở cửa rừng. Được gia đình chị Hồng đồng ý, đội săn bắt cọp đã cài mìn vào xác chị Hồng và cũng không quên cài cả mìn vào xung quanh khu vực. 3 ngày sau, cọp ba móng mò ra khỏi nơi ẩn nấp. Nó đang đói, gặp miếng mồi ngon, nó lao đến, mìn nổ tứ tung. Lần này nó không thoát chết.
Xác của nó 8 người khiêng vẫn thấy nặng. Theo phán đoán của nhiều người, đây là con cọp do một chủ đồn điền người Pháp nuôi. Vì bị sổng chuồng, nó trở thành con cọp rừng hung dữ. Nó chạy ba chân là vì một chân bị xích lâu ngày, nhưng theo cách suy luận của những người thợ săn lão luyện, đây là một con cọp già bị sứt móng, vì sức yếu không còn nhanh nhẹn nên không bắt được mồi, nó đành ăn xác tử sĩ, sau quen mùi nên mò về làng bắt người. Trên đây là video nỗi khiếp sợ kinh hoàng về cọp dữ ở miền Đông giết hơn 50 người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ News TV. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip.